Số lượng F0 trong cộng đồng tăng nhanh, cùng với việc đi học trở lại của các em học sinh, sinh viên, nên nhu cầu sử dụng kit test nhanh COVID-19 tại các gia đình tăng mạnh trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Kéo theo đó là giá bán các mặt hàng này cũng thay đổi theo từng giờ. Và đáng nói là dù giá bán cao nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm. Do tính chất công việc, hàng ngày vợ chồng chị Huyền tiếp xúc với hàng chục lượt khách tại cửa hàng nên luôn chủ động tìm mua và dự trữ kit test nhanh COVID-19 trong nhà. Trước Tết, một bộ kit test chị Huyền mua có giá 60.000 đồng thì hiện nay giá bán đã tăng lên 90 đến 100.000 đồng. Tuy nhiên, chị cũng không thể mua đủ số lượng gia đình cần. Mình cần biết là sức khỏe hiện tại của mình thế nào cũng để phòng tránh cho khách mình, ví dụ không may mình trở thành F0 ấy thì gia đình em cũng 2-3 ngày tự hai vợ chồng test cho nhau một lần. Đối với giá thời điểm hiện tại thì giá cũng đang dao động rất là cao. Ít nhất thì cũng phải tầm 85.000 một cái test, không thì cũng phải 100.000 ấy. Thì trung bình 2-3 ngày sẽ mất khoảng 200.000 như thế thì nào. Cái công việc bán hàng chưa chắc đã đủ để mình có thể duy trì được. Khảo sát tại một số hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Ân Thi, các hiệu thuốc đều có chung một câu trả lời là không đủ hàng để bán cho người dân. Có bán thì mỗi người cũng chỉ mua được từ 1 đến 3 kit, thậm chí cũng chỉ bán cho người quen đặt trước. Nhu cầu Tiên Lữ mình thì cũng nhiều bởi vì là các công ty ở đây mình cũng vẫn bị nhiều. Và trong dân này cộng đồng sau Tết là cũng bị nhiều nên là mọi người cũng hỏi nhiều nhưng mà bọn chị cũng không có hàng để bán. Bởi vì là trên chợ thuốc Habu Ngọc Khánh của mình do ảnh hưởng dịch rồi là do nhu cầu dân ở trên Hà Nội sử dụng quá nhiều nên là nguồn hàng nó cũng bị cắt. Cái thị trường kit test bây giờ nó tăng giá và nó loạn giá là thị trường chung. Sợ là thị trường nó sẽ đang lên đỉnh, nó sẽ bị nổ giống như là cái đợt khẩu trang của năm kia. Kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cũng như thuốc điều trị COVID-19 là mặt hàng kinh doanh có điều kiện phải được cơ quan y tế cấp phép, đảm bảo chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhưng việc kinh doanh các mặt hàng này rất hỗn loạn. Dù đều báo hết hàng tại các quầy thuốc, nhưng trên các trang mạng xã hội mặt hàng này được giao bán rầm rộ quảng cáo hàng sách tay có đủ hóa đơn, xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Nhưng thực tế ra sao thì vẫn là một dấu chấm hỏi. Là mua kit test ở trên Facebook thấy rất là hoang mang vì nó nhiều loại quá. Của ra số tiền cao hơn khi mua thường ngày ở các hiệu thuốc. Nhưng tôi cũng không biết được chất lượng, xuất xứ sản phẩm như thế nào. Thì mua hiệu thuốc ấy cũng khó, có thể mua nhiều. Nên là khi mà tìm mua trên mạng thì độ chuẩn của bộ test thì mình sẽ không thể xác định được. Thế nên là cũng khó khăn đối với người tiêu dùng như là gia đình em. Dự báo nhu cầu sử dụng các bộ kit test nhanh COVID-19 vẫn còn tăng cao và kéo dài do tình hình dịch bệnh phức tạp. Vì vậy, ngành y tế, chính quyền địa phương và nhất là lực lượng quản lý thị trường cần triển khai các biện pháp quyết liệt, giám sát việc kinh doanh, buôn bán mặt hàng này nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, chấm dứt tình trạng tăng giá và khan hàng hiện nay.